Hello, xin chào tất cả các anh chị em đến với câu lạc bộ 6 giờ sáng yêu sách của team. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu đi tiếp chương 11 của 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân của Eunice Maxwell. Thì chương 11 chúng ta đi đến với lại giọng đọc của hai đoàn và giọng đọc của ai đấy nhỉ? Huyền. Của Huyền. Hai đoàn và Vũ Huyên. Thì sau đây xin mời hai đoàn đọc trước nhé. Cảm ơn em. Vâng, đọc cho em chương 11 ạ. Và xin mời tất cả các anh chị em chúng ta cùng lắng nghe giọng đọc của hai đoàn nguyên tắc đánh đổi. Xin mời hai đoàn. Vâng, xin cảm ơn sếp em Yến. Mình xin đọc chương 11. Nguyên tắc đánh đổi. Bạn cần từ bỏ để trưởng thành. Mọi người sẽ thường cố bám víu một cách sống không mấy thoải mái thay vì thay đổi để đạt được những điều tốt đẹp hơn vì sợ nhận được kết quả tồi tệ hơn. Eric Hoffer. Bạn sẽ cần gì để tiến tới bước tiếp theo? Tầm nhìn, đúng vậy. Chăm chỉ, chắc chắn rồi. Phát triển cá nhân, tất nhiên. Thế còn buông bỏ một số thứ mà bạn yêu thích và coi trọng nhất thì sao? Dù bạn tin hay không tin, đây là điều thường khiến mọi người chần chừ, ngay cả những người đã đạt được một số thành công. Khi bạn bắt đầu sự nghiệp, không có quá khứ để bỏ, từ bỏ để trưởng thành. Trên thực tế, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cơ hội. Tại sao? Bởi vì mọi thứ của bạn không có gì nhiều. Nhưng khi bạn bắt đầu tích lũy được một số thứ, một công việc bạn thích, một mức lương cao, một ngôi nhà, một cộng đồng mà bạn là thành viên, một mức độ an toàn, bạn có sẵn sàng từ bỏ những điều đó để có cơ hội làm điều gì đó sẽ đến gần hơn với tiềm năng của bạn, đạt được giấc mơ Mỹ. Gần đây tôi đã đọc câu chuyện về một doanh nhân ra tầm quan trọng của việc đánh đổi để được thành công hơn và đạt được tiềm năng của mình, là con trai của nhân viên của những nhân viên du lịch dịch vụ nghèo khó, làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình để đạt được mọi thứ họ có. Anh đã tự lo việc học và lấy được bằng về toán học. Anh bắt đầu sự nghiệp làm việc cho chính phủ, nhưng sau đó sớm chuyển sang kinh doanh, bắt đầu với Coca-Cola, công ty mà cha anh làm tài xế. Anh là quản lý, nhưng anh tin rằng sự nghiệp của anh sẽ bị hạn chế khi ở đây, bởi anh nghĩ họ sẽ luôn coi anh là con trai của người tài xế và không đánh giá anh dựa trên năng lực của chính anh. Vì vậy, khi có cơ hội làm việc tại trụ sở chính của First Paris, anh đã đón nhận cơ hội và chuyển đến Minnesota. Cấp trên của anh tại First Paris, người mà anh từng quen biết trước đây tại Coca-Cola, nói với anh rằng họ đang phải đối mặt với một thách thức khó khăn và nếu không thành công, họ sẽ tìm việc làm mới. Điều đó không khiến anh nản chí. Tôi luôn được khích lệ bởi khả năng thành công hơn là nỗi sợ thất bại. Anh giải thích. Anh đã làm việc chăm chỉ và đặt mục tiêu trở thành phó tổng giám đốc trước 40 tuổi. Tại First Barry, anh bắt đầu ở vị trí quản lý. Anh sớm được thăng lên vị trí giám đốc nhóm, sau đó làm giám đốc cấp cao quản lý hệ thống thông tin và cuối cùng là phó tổng giám đốc các hệ thống chịu trách nhiệm giám sát hoạt động xây dựng trụ sở chính của First Barry trên toàn thế giới. Một khu phức hợp phát đôi 44 tầng tại trung tâm Malipolis. Anh hoàn thành dự án trước thời hạn và dưới ngân sách cho phép. Anh đã đạt được mục tiêu trước 4 năm so với thời hạn sự đặt ra cho mình. Anh trở thành phó tổng giám đốc và sở hữu một văn phòng với tầm nhìn tuyệt đẹp từ tầng 36 của tòa nhà. Anh đã đạt được ước mơ của mình và tiến xa hơn những dự đoán từ khởi đầu khiêm tốn. Nhưng với anh, như thế vẫn chưa đủ. Anh viết, tôi mới 36 tuổi và dù được ban phước đạt được nhiều thành tựu trong thời gian ngắn nhưng vào lúc đó tôi biết mình phải đạt được nhiều hơn nữa. Vì vậy tôi bắt đầu tưởng tượng ra sự thú vị như thế nào nếu thực sự là người ra quyết định điều hành một doanh nghiệp. Sau vài năm thành công với tư cách là phó tổng giám đốc và các hệ thống và dịch vụ của First Body, tôi biết rằng tôi đã phải mơ cao hơn, tôi mơ trở thành chủ tịch của công ty nào đó ở đâu đó. Nếu anh gắn bó với con đường hiện tại, anh có thể không bao giờ trở thành chủ tịch của First Ferrari. Vấn đề của anh đó là dù anh muốn
luôn thành công và xử lý mọi trách nhiệm với năng lực rất cao, nhưng anh chưa từng quản lý lỗ lãi ở bất cứ vị trí nào. Anh định sẽ làm gì? Làm sao anh đạt được ước mơ của mình? Từ phó tổng giám đốc đến Burger Flipper, anh thảo luận về hoàn cảnh của mình với CCOO của FirstBody và đã được đưa ra một giải pháp khá khả thi: đến làm việc cho một trong những bộ phận của FirstBody Burger King. Động thái này có tiềm năng, nhưng nó cũng có nghĩa là anh phải đưa ra những lựa chọn đánh đổi khó khăn. Anh nói, đến Burger King đồng nghĩa với việc từ bỏ vị trí phó tổng giám đốc mới mà tôi đã phải rất nỗ lực để có được, nương giảm đáng kể so với ban đầu, mất các quyền chọn cổ phiếu, cần phải học một nghiệp vụ mới từ số 0, và nếu thành công, tôi có thể phải chuyển đến một vùng khác ở Mỹ. Nói cách khác, cuộc đời anh sẽ thay đổi hoàn toàn theo hướng ngược lại. Nhưng đó là nguyên tắc hoạt động của nguyên tắc đánh đổi. Nếu bạn muốn trưởng thành để đạt đến tiềm năng của mình, bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số thứ bạn coi trọng. Bạn phải bỏ để trưởng thành. Khi đưa ra quyết định, anh tự hỏi liệu điều này sẽ đưa anh đến gần giấc mơ trở thành chủ tịch của một doanh nghiệp không? Anh nói, tôi đã không tự hỏi mình những câu hỏi sai như công việc mới của tôi sẽ khó khăn như thế nào? Bạn bè của tôi sẽ nghĩ gì nếu họ nhìn thấy tôi làm bánh hamburger trong một nhà hàng đồ ăn nhanh? Tôi sẽ làm gì nếu vị trí mới này không mang lại hiệu quả như đã định? Anh đã đánh đổi chấp nhận vị trí, dấn thân. Anh đến học Đại học Burger King cùng với một loạt các sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây và công nhân nhà hàng, những người nhận được cơ hội để trở thành trợ lý quản lý. Anh là một ông già. Anh học về lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới, bắt đầu với việc nướng thịt gà, rồi vận hành máy đếm tiền. Và khi khóa đào tạo kết thúc, anh trở thành trợ lý quản lý thứ tư, làm việc lại tại nơi cách văn phòng phó tổng giám đốc của anh chỉ 15 phút lái xe. Tại Burger King, anh thăng tiến từ trợ lý quản lý lên quản lý cửa hàng cho người quản lý khu vực và phó tổng giám đốc khu vực Philadelphia. Đó không phải là một con đường dễ dàng. Anh đã phải đối mặt với nhiều thách thức và có nhiều người trong tổ chức không muốn thấy anh thành công, nhưng vẫn kiên trì. Và anh đã thành công. Nhìn lại, anh nói, nhưng những trở ngại bất ngờ tôi gặp phải tại Burger King có thể là một phước lành ngụy trang. Nếu tôi dự đoán trước được chúng, tự hẳn tôi đã đánh mất tầm nhìn về ước mơ của mình. Có phải anh đã từng mơ trở thành chủ tịch của một công ty nào đó? Câu trả lời là đúng vậy. 4 năm sau khi chuyển từ tập đoàn FirstBody sang Burger King, anh đã được mời tiếp quản một công ty thất bại mà FirstBody đã mua, Goodfather Pizza. Và nếu bạn chưa đoán ra thì tôi muốn nói với bạn rằng tên của doanh nhân này là Hammer Cake. Mặc dù thất bại trong việc giành được chức chủ tịch và nhận được cơn mưa chỉ trích, nhưng nếu bạn nhìn vào cuộc đời và sự nghiệp của anh, bạn có thể thấy anh hiểu rất rõ nguyên tắc đánh đổi và từ bỏ để trưởng thành. Sự thật về đánh đổi: cuộc sống có nhiều ngã rẽ, cơ hội thăng trầm. Tại sao những ngã rẽ chúng ta buộc phải lựa chọn? Chúng ta có thể thêm một cái gì đó vào cuộc sống bởi bớt đi thứ gì đó hoặc đánh đổi cái để lấy cái khác. Những người thành công nhất thiết khi nào nên làm một trong 3 điều này. Dưới đây là một số thông tin chi tiết mà tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu được sự đánh đổi phát triển và chúng ta vận hành và tận dụng chúng. Chúng ta luôn có thể đánh đổi trong suốt cuộc đời. Tôi biết đến nguyên tắc đánh đổi từ khi học tiểu học, mặc dù tôi đã không gọi nó như bây giờ. Lúc đó tôi thích chơi bắn bi. Chúng tôi chơi bắn bi trong suốt cả giờ ăn trưa và giải lao, cố gắng thắng được bạn bè và giành được những viên bi đẹp nhất của họ, và quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Một người bạn của tôi có một viên bi mắt mèo rất lớn, rất đẹp mà tôi rất muốn có được, nhưng cậu ấy không dùng để chơi. Vì vậy tôi không bao giờ có cơ hội giành được nó. Cậu ấy chỉ giơ nó lên và cho chúng tôi xem. Vì vậy tôi đã nghĩ kế, tôi đề nghị đổi nó. Trước tiên tôi đề nghị đổi bất cứ viên nào tôi có để lấy nó. Cậu ấy chẳng thèm bận tâm. Sau đó tôi đề nghị đổi 2 viên lấy nó, rồi 3 viên, 4 viên. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đổi nếu tôi chịu từ bỏ 7 viên bi của mình. Cậu ấy rất vui khi có được 7 viên bi, còn tôi rất vui khi đã có được viên bi tuyệt đẹp kia. Ai cũng từng đánh đổi trong đời, dù có biết hay không. Câu hỏi đặt ra là bạn đã đưa ra những quyết định đánh đổi tốt hay tệ. Nhìn chung, tôi tin rằng những người không thành công đưa ra sự đánh đổi tệ. Người trung bình rất ít đánh đổi. Những người thành công rất giỏi đánh đổi. Tôi ước tính rằng tôi đã thực hiện trên 26 lần đánh đổi lớn từ trước đến giờ trong cuộc đời.
Tôi đã thực hiện hai đánh đổi trong 3 tháng qua. Ở tuổi 64, tôi đã nhận ra rằng tôi phải sẵn sàng đánh đổi nếu muốn tiếp tục phát triển và phấn đấu đạt được tiềm năng của mình. Khi tôi ngừng đánh đổi, tôi sẽ tiến đến ngưỡng cuối cùng của hành trình cuộc đời, và vào thời điểm đó sự phát triển của tôi dừng lại, và đó sẽ là ngày mà những năm tháng tuyệt vời nhất của tôi ở lại đằng sau tôi và tiềm năng của tôi cũng không còn ở phía trước. Chúng ta phải học cách coi đánh đổi là cơ hội để phát triển. Không gì tạo ra khoảng cách lớn hơn giữa những người thành công và không thành công hơn lựa chọn mà họ đưa ra. Thường thì mọi người khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn bởi vì họ đã đưa ra những lựa chọn tồi tệ ở những ngã rẽ trong cuộc đời họ, hoặc từ chối lựa chọn vì sợ hãi. Những điều quan trọng cần nhớ là dù không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được những gì mình muốn, nhưng chúng ta luôn đạt được những gì mình chọn. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được những gì mình muốn, nhưng chúng ta luôn đạt được những gì mình chọn. Bất cứ khi nào tôi phải đối mặt với cơ hội đánh đổi, tôi đều tự hỏi bản thân hai câu hỏi. Một, những ưu nhờ nhược điểm của sự đánh đổi này là gì? Bất cứ lúc nào bạn phải đứng với một trong những ngã rẽ của cuộc sống bằng sự sợ hãi thay vì nhìn vào những giá trị của nó, bạn đã bỏ bản thân khỏi một cơ hội và tiềm năng. Bằng cách cố gắng tìm ra những ưu và nhược điểm của bất kỳ sự lựa chọn nào, tôi đã đối phó được với nỗi sợ hãi, quan sát những thực tế khắc nghiệt và giúp tôi khám phá ra rằng tôi có khuynh hướng đánh giá quá cao giá trị của những gì tôi đang có và đánh giá thấp giá trị của những gì tôi có thể đạt được bằng cách từ bỏ nó. Hai, tôi sẽ vẫn thế hay trưởng thành nhờ thay đổi này? Những đánh đổi tuyệt vời không phải là điều buộc bạn phải chịu đựng. Điều đó phản ánh thái độ thụ động và một tư duy cho rằng tôi hy vọng việc này sẽ ổn. Thay vào đó, những đánh đổi tích cực nên được xem như là cơ hội để phát triển. Sau tất cả, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Khi chúng ta phát triển nhờ thay đổi, chúng ta trở nên năng động hơn. Chúng ta kiểm soát được thái độ và cảm xúc của mình. Chúng ta trở thành các tác nhân thay đổi tích cực trong cuộc sống của chính chúng ta. Tác giả Dennis Whitney nói, một dấu hiệu cho thấy sự khôn ngoan và trưởng thành khi bạn nhận ra rằng quyết định của bạn mang về phần thưởng và kết quả tích cực. Bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn và thành công cuối cùng của bạn phụ thuộc vào những lựa chọn bạn đưa ra. Tôi đồng ý với điều đó, và nhiều năm trước tôi đã xác định rằng dù những người khác có thể sống một cuộc đời nhạt nhòa, nhưng tôi thì không. Dù những người khác có thể coi mình là nạn nhân, nhưng tôi thì không. Dù những người khác để tương lai của họ vào tay người khác, nhưng tôi thì không. Dù những người khác đơn giản là tồn tại, nhưng tôi thì sẽ trưởng thành và sống thực sự. Đó là sự lựa chọn của tôi, và tôi sẽ không đầu hàng. Đánh đổi buộc chúng tôi phải thực hiện những thay đổi cá nhân khó khăn. Tôi thường nghe thấy mọi người bày tỏ hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng trong những khoảnh khắc đó, tôi muốn nói với họ rằng sự khác biệt giữa nơi chúng ta đang đứng và nơi ta muốn đến được tạo ra bởi những thay đổi mà chúng ta sẵn sàng thực hiện trong cuộc sống của mình. Khi bạn muốn cái gì đó bạn chưa từng có, bạn phải làm một việc gì đó mà bạn chưa từng làm. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục nhận được những kết quả tương tự. Sự khác biệt giữa nơi chúng ta đang đứng và nơi chúng ta muốn đến được tạo ra bởi những thay đổi mà chúng ta sẵn sàng thực hiện trong cuộc sống của mình. Những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta luôn bắt đầu với những thay đổi mà chúng ta sẵn sàng thực hiện với bản thân mình. Điều này thường không dễ dàng, nhưng để vượt qua, chúng ta cần phải nhớ rằng thay đổi mang tính cá nhân. Để thay đổi cuộc đời bạn, bạn cần thay đổi. Thay đổi có thể xảy ra, ai cũng có thể thay đổi. Thay đổi mang lại lợi ích, bạn sẽ nhận được thành quả khi bạn thay đổi. Thay đổi có thể không phải là lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng ta luôn có thể làm được. Như nhà tâm lý học và người sống sót qua lại tàn sát người Do Thái Viktor Frankl lưu ý, khi không thể thay đổi một tình huống, chúng ta buộc phải thay đổi chính mình. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng chúng ta là chìa khóa. Sẵn sàng thay đổi rất quan trọng, đó là khi chúng ta thực hiện thay đổi. Thay đổi chỉ vì thay đổi sẽ khiến một người phải chịu thương tổn. Thay đổi cần thiết có thể dẫn đến thắng lợi lớn nhưng rất khó thực hiện. Thay đổi khi bạn thay đổi mang lại nhiều chiến thắng cho bạn. Thay đổi khi bạn thay đổi dẫn đến mất mát. Từ chối thay đổi là giết chết tiềm năng của bạn. Khi không thể thay đổi một tình huống, chúng ta buộc phải thay đổi chính mình. Viktor Frankl, một trong những thay đổi cá nhân khó khăn nhất tôi từng trải qua xảy ra vào năm 1978. Vào thời điểm đó, tôi thấy mình đứng ở ngã ba cuộc đời. Tôi nhận ra rằng khả năng giúp đỡ mọi người với tư cách một diễn giả của tôi rất hạn chế. Tôi chỉ có thể
chạm tới cuộc sống của những người mà tôi nói chuyện. Đó là khi tôi quyết định rằng tôi sẽ viết sách. Vấn đề là tôi chưa bao giờ viết một cuốn sách và không biết làm thế nào. Tôi nhận ra rằng mình sẽ phải đánh đổi nhiều thời gian và nỗ lực để trở thành một tác giả, nhưng tôi đã sẵn sàng thử sức. Tôi đã dành nhiều giờ phỏng vấn các tác giả, tham gia các lớp học, tham dự các hội nghị và nghe những cuộn băng. Tôi đã dành hàng trăm giờ viết ra sửa lại những gì tôi đã viết. Quá trình này đã làm tôi mất cả năm và tất cả những gì tôi có được chỉ là một bản thảo nhỏ, trăm trang. Nó đã bị các nhà xuất bản từ chối và có nhiều lần tôi tự hỏi bản thân tất cả những nỗ lực này thực sự có đáng không? Cuối cùng nó đã mang lại phần thưởng xứng đáng. Tôi có thể xuất bản cuốn sách đầu tiên của tôi, Think on the String, tạm dịch, hãy nghĩ về những điều này. Tôi đã đạt đến tiềm năng viết được cuốn sách đó ư? Không, nhưng nó đưa tôi đến với con đường có thể đạt được điểm tiềm năng của mình bởi vì tôi đã trưởng thành và hoàn thành cuốn sách đã giúp tôi tiếp tục viết, học tập và cải thiện. Ngày nay tôi đã viết hơn 70 cuốn sách và hơn 21 triệu bản được bán ra, nhưng tôi có thể không bao giờ bán được cuốn sách nào nếu tôi không sẵn sàng thực hiện những thay đổi khó khăn và cần thiết để trở thành một nhà văn. Và tôi không bao giờ tiếp cận được hầu hết những người mà tôi có cơ hội giúp đỡ họ. Nỗi đau do đánh đổi gây ra thường kéo dài niềm vui mà nó mang lại. Cách đây không lâu, tôi đến thăm nhà của con trai tôi, Jill. Tôi thấy cháu nội tôi, James, một cậu bé 3 tuổi đang ngồi trong phòng giặt là bị xịn. Cậu bé đang chờ chiếc khăn của mình khô và nó không vui khi chiếc khăn đang ở trong máy sấy không có gì để ôm. Chúng ta rất giống James, chúng ta rất muốn thay đổi, nhưng chúng ta không muốn chờ kết quả. Và thường thì chúng ta nhận thức sâu sắc về những gì chúng ta đánh mất khi phải đánh đổi bởi chúng ta cảm nhận được điều đó ngay lập tức, trong khi chúng ta thường không gặt hái được những thành tựu từ đánh đổi đó cho đến nhiều ngày, tuần, tháng, năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ sau đó. Quãng thời gian chờ đợi này có thể là một thách thức thực sự. Chúng ta muốn kết quả nhưng chúng ta phải đối mặt với sự ra đi và thứ mà chúng ta muốn và đối mặt với sự không chắc chắn giữa các kết quả, thứ phải đánh đổi và hy vọng cho sự khởi đầu mới. Thay đổi này giống như một mất mát. Một số người đối phó với sự không chắc chắn khá tốt, những người khác thì không. Một số phục hồi từ sự căng thẳng, tâm lý về thay đổi khá nhanh trong chóng và vượt qua thành công, những người khác thì không. Bạn làm tốt ra sao sẽ phụ thuộc một phần vào tính cách và một phần vào thái độ của bạn. Bạn không thể thay đổi nhân cách của bạn, nhưng có thể chọn một thái độ tích cực và tập trung vào những sự lợi ích sắp tới của sự thay đổi. Chúng ta có thể đánh đổi bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể đánh đổi bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Ví dụ, chúng ta có thể từ bỏ những thói quen xấu để có được những thói quen tốt bất cứ lúc nào chúng ta quyết tâm thay đổi. Ngủ đủ giấc, tập thể dục thay vì làm ì và phát triển thói quen ăn uống tốt hơn để cải thiện sức khỏe của chúng ta chỉ là vấn đề lựa chọn chứ không phải là cơ hội. Rõ ràng là chúng ta càng đưa ra quyết định sớm hơn càng tốt, nhưng không phải ai cũng làm được. Sau khi đưa ra một đánh đổi tồi tệ, mọi người thường hoảng sợ, cảm thấy rằng đó họ để mất nó và không bao giờ có thể cứu vãn được. Nhưng ít khi đó là sự thật. Trong hầu hết thời gian, chúng ta có thể lựa chọn quay trở lại. Tôi biết điều đó đã đúng với tôi. Tôi đã thực hiện nhiều đánh đổi tồi tệ, nhưng tôi đã hoàn lại đánh đổi đó của mình và trở về trạng thái ban đầu. Một trong những bài thơ tôi yêu thích của tôi là tác phẩm phẩm Cát Bay, thể hiện sức mạnh từ việc đưa ra những lựa chọn tích cực sau những lựa chọn tồi tệ. Tạm dịch, mặc dù không ai có thể quay lại và một khởi đầu hoàn toàn mới với những hỡi các bạn tôi, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu ngay bây giờ và tạo ra một kết thúc hoàn toàn mới. Do đó, khi nói đến sự lựa chọn, đừng bao giờ nói không bao giờ. Không bao giờ là một điều xa xôi, không đáng tin cậy và cuộc sống có quá nhiều khả năng để bạn lãng phí bằng cách áp đặt hạn chế đó lên đó. Một số sự đánh đổi chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Chu kỳ thay đổi cho chúng ta cơ hội ra quyết định. Đôi khi chu kỳ đó chỉ diễn ra một lần duy nhất để lỡ. Nó đồng nghĩa với việc để cơ hội vụt mất. Andy Grove, cựu chủ tịch kiêm CEO Intel nhận xét, có ít nhất một thời điểm trong lịch sử của bất kỳ công ty nào khi bạn phải thay đổi mạnh mẽ để vươn lên nấc thang hiệu suất tiếp theo. Bởi lỡ
thời điểm đó bạn sẽ bắt đầu tụt dốc. Tôi đã trải qua một trong những tình huống như thế một vài năm trước đây. Trong hơn một thập kỷ, người mà tôi muốn gặp nhất là Nelson Mandela, mất một vài năm, nhưng cuối cùng tôi đã có thể đặt lịch hẹn nói chuyện với ông trong một ngày. Nhưng khi ngày đó đến, Mandela bị vỡ xương hông nên ông đã hủy bỏ lịch hẹn. Tôi có thể thay đổi lịch trình của tôi để đến gặp ông, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải hủy đổi buổi diễn thuyết ở Kenya. Đó là một đánh đổi mà tôi không sẵn sàng thực hiện, bởi vì tôi đã hứa đến đó, vì Mandela đã lớn tuổi nên tôi có thể đánh mất cơ hội để gặp gỡ ông mãi mãi. Xin sinh viên xin em Huyên đọc giúp anh tiếp nhỉ. Xin đọc tiếp. Càng lên cao bạn càng khó đánh đổi. Như tôi đã lưu ý trước đây, nếu giống như hầu hết mọi người, bạn phải từ bỏ rất ít khi mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng khi bạn càng lên cao, tích lũy một số thành tựu tốt đẹp trong cuộc sống, bạn phải trả giá cao hơn nếu muốn đánh đổi. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger cho biết, một thành công chỉ mua một tấm vé vào cửa để đến với một vấn đề khó khăn hơn. Khi chúng ta ở vị địa vị thấp, chúng ta đánh đổi vì tuyệt vọng. Chúng ta không có động cơ để thay đổi. Khi leo lên các nấc thang cao hơn, chúng ta không thay đổi cảm hứng. Ở cấp độ cao này, chúng ta không cần phải làm nữa. Chúng ta cảm thấy thoải mái. Kết quả là chúng ta không đánh đổi. Một trong những rủi ro của thành công là nó có thể thiết kế một người không muốn được hỏi thêm nữa. Nhiều người dễ dàng cho phép bản thân lấy thành công của làm tấm vé cho phép mình ngừng phát triển. Họ tin rằng họ biết đủ để thành công và họ bắt đầu di chuyển tậm lại. Họ đánh đổi sự sáng tạo và phát triển lấy một công thức mà theo thời gian họ sử dụng lặp đi lặp lại. Họ nói rằng bạn không thể tranh cãi với thành công, nhưng họ đã nhầm. Tại sao? Bởi vì những kỹ năng đưa ra bạn đến đây có thể không phải là những kỹ năng sẽ giúp bạn đến đó. Điều này đặc biệt đúng với ngày nay khi mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Khi thời gian đang thay đổi ý nhanh chóng, họ tin rằng... Xin lỗi mọi người nhé. Bị trôi đi. Tại sao? Bởi vì những kỹ năng đó đưa bạn đến đây không phải là những kỹ năng giúp bạn đến đó. Điều này đặc biệt đúng ngày nay khi mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. 5 năm trước, từ khi tôi viết những dòng này, Timber chưa hề tồn tại. Bây giờ, hãy nghĩ xem điều đó đã ảnh hưởng đến văn hóa và hoạt động kinh doanh của chúng ta như thế nào. 4 năm trước, iPhone chưa tồn tại. Bây giờ, việc mang theo máy tính và thiết bị truyền thông có công suất cao này trong túi là chuyện bình thường. Cho dù bạn thành công đến mức nào, tới thời điểm nào, bạn cũng không có bao giờ có thể đứng vững nếu bạn muốn tiếp tục phát triển và học hỏi. Bạn cần tiếp tục đánh đổi. Cuối cùng, khi bạn đánh đổi, chúng ta đã đánh đổi một phần bản thân để lấy một phần khác. Tác giả kiêm tư tưởng của Henry David Thoreau đã nói, cái giá của bất cứ thứ gì là phần mộ của cuộc đời bạn, sẵn sàng đánh đổi để có được nó. Bạn có một phần cuộc sống của bạn để nhập lại một phần khác. Điều đó có thể là không dễ dàng, nhưng cần thiết. Cái giá của bất cứ thứ gì là phần mộ, là một phần của cuộc đời, bạn sẵn sàng đánh đổi để có được nó. Đánh đổi không bao giờ khiến chúng ta như cũ. Tác giả của kinh doanh Louis Pone khẳng định, đừng sợ thất bại nếu mức từ chối của chối thử những thứ mới mẻ. Bản tóm tắt cuộc đời buồn tẻ nhất là bao gồm mô tả có thể và nên có. Tất cả chúng ta đều có thể quyết, có quyền lựa chọn, nhưng mỗi khi đưa ra lựa chọn của chúng ta có ảnh hưởng đến chúng ta, nó thay đổi chúng ta. Ngay cả lựa chọn tồi tệ cũng có thể giúp chúng ta thay đổi theo hướng tốt hơn, bởi chúng ta không tư duy của chúng ta cho chúng ta thấy chính mình. Giáo sư nhà văn và biện lý Sleiquist đã viết một cuốn sách mang tên tạm dịch Cuộc chia tay vĩ đại. Người ta nói rằng ông đã chọn tên sách này đó là vì đức tin cần đến một sự lựa chọn. Nếu chúng ta thực sự kiểm chứng nó, chúng ta phải quyết định chúng ta muốn sống như ở bên nào và lựa chọn đó phát triển chúng ta phải chia tay những gì chúng ta từng nắm giữ. Do đó, dù chọn cách nào, chúng ta cũng không bao giờ có thể là chúng ta phiên bản cũ khi chưa được đưa ra lựa chọn.
một số đánh đổi không xứng đáng với cái giá bỏ ra. Tôi luôn sẵn sàng đánh đổi. Tôi đã coi việc đánh đổi là một cách sống. Nhưng không phải mọi thứ trong cuộc đời tôi đều làm trong sự diện đánh đổi. Tôi không muốn đánh đổi hôn nhân lấy sự nghiệp. Tôi không sẵn sàng đánh đổi mối quan hệ của tôi với các con hay các cháu để đổi lấy danh tiếng hoặc tài sản. Và tôi không muốn đánh đổi các giá trị của tôi để lấy bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Những điều khiến đánh đổi chỉ dẫn đến sự hối tiếc mà thôi. Và đã đánh đổi những điều này thì rất khó lấy lại. Có lẽ câu chuyện này đáng kể nhất về một lựa chọn đánh đổi tồi tệ là Nave, Jacob và Esau khi chờ trong kinh thánh. Là con trai cả, Esau lựa chọn một số cho vị trí thừa kế mọi thứ từ cha mình, Esau. Nhưng rồi anh ta đã đánh đổi nó để có được cơ hội lấy nấp đầy cái dạ dày của mình. Một hôm, Jacob đang nấu một cái món hầm. Esau từ cánh đồng về rất đói bụng. Esau nói với Jacob, hãy cho anh một chút ít súp đỏ, anh đói quá. Jacob nói, chúng ta hãy đánh đổi đi, món hầm của anh lấy quyền sinh ra trước của anh. Esau nói, anh đang đói, quyền thừa kế nó có là gì nếu ta chết đói chứ? Jacob nói, trước tiên hãy thề đi, và Esau đã làm vậy. Anh từ bỏ quyền sinh ra làm con cả. Jacob đưa cho anh ta bánh mì và súp đậu lăn. Anh ta ăn, uống, đứng dậy và rời đi. Esau đã từ bỏ quyền được làm con cả như thế. Tôi tin rằng hầu hết những người đã thực hiện những đánh đổi tồi tệ như thế này không nhận ra họ đã làm như vậy để khi đến khi đã quá muộn. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng cần tạo ra các hệ thống và vạch ra những giới ranh giới để luôn giữ mình an toàn. Ví dụ, tôi trao cho Market quyền phủ quyết lịch trình của tôi để giữ cho cô. Tôi không dành quá nhiều thời gian làm việc. Tôi cũng tránh ở một mình với bất cứ một phụ nữ nào khác ngoài cách thành viên trong gia đình. Và tôi dành thời gian mỗi ngày cầu nguyện để các giá trị luôn dẫn đường và giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi khuyên bạn nên thực hiện các lựa chọn và sử dụng các hệ thống để giữ cho mình luôn đúng hướng. Đánh đổi rất đáng được thực hiện. Từ trước đến giờ trong cuộc sống, bạn đã đánh đổi những gì? Bạn có nghĩ về gì về điều đó không? Bạn đã đưa ra những hướng dẫn gì giúp mình quyết định xem mình nên nỗ lực đạt được điều gì và phải đánh đổi gì không? Hãy cho phép tôi đưa ra 5 lần đánh đổi mà bạn theo tôi có thể giúp bạn phát triển hướng dẫn riêng của bạn. 1. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự đảm bảo về tài chính hôm nay để đổi lấy tiềm năng ngày mai. Bác sĩ kiêm tác giả Gorel có nói, không có tương lai trong bất cứ công việc nào, tương lai nằm trong tay người nắm giữ công việc đó. Tôi cũng luôn tin điều đó, và kết quả là tôi luôn sẵn sàng đặt cược vào bản thân, nhiều đến mức tôi thường chấp nhận những rủi ro tài chính để theo đuổi những gì là một cơ hội hấp dẫn. Không có tương lai trong bất cứ công việc nào, tương lai nằm trong tay người nắm giữ công việc đó. Tôi đã đổi việc 7 lần trong đời và chấp nhận bị cảm giác giảm lương vì việc đó. Lần đầu là khi tôi chọn công việc đầu tiên của mình khi tôi tốt nghiệp đại học. Có 2 nhà thờ đã mời tôi đến lãnh đạo giáo hội của họ. Một nhà thờ đưa ra mức lương toàn thời gian, nhà thờ còn lại thì không. Tôi đã chọn nhà thờ thứ 2 vì tôi tin rằng tôi sẽ phát triển nhiều hơn ở đó. Và vì mà Gareth sẵn sàng làm việc để giúp đỡ chúng tôi. Vị trí thứ 2 tôi nắm giữ với một nhà thờ lớn hơn giúp tôi có được mức lương khá hơn. Đó là vào năm 1972. Trong tất cả các lần thay đổi nghề nghiệp từ trước đến giờ, chỉ có một lời đưa ra một mức lương có lợi, đó là vào năm 2010. Tại sao tôi luôn sẵn sàng chấp nhận bị cắt giảm lương khi thay đổi công việc? Bởi vì tôi đánh giá cơ hội cao hơn sự đảm bảo. Và tôi biết tôi sẽ làm việc chăm chỉ và có thể kiếm được nhiều tiền hơn về lâu dài. Nhưng bạn của tôi, Kevin Turner, CEO của MyShop, nói sự đảm bảo nhất duy nhất về công việc mà chúng ta có đó là cam kết của chúng ta đối với sự phát triển cá nhân.
Đó là một sự đánh đổi luôn mang lại hiệu quả. Sự đảm bảo duy nhất về công việc mà chúng ta có là cam kết của chúng ta đối với sự việc phát triển cá nhân. Hai, tôi sẵn sàng từ bỏ sự hài lòng trước mắt để đổi lấy sự phát triển bản cá nhân. Tôi là một người rất lạc quan, tôi thích và vui vẻ. Trên thực tế, nếu bạn biết hồi tôi còn bé, có thể bạn sẽ đoán rằng đời tôi rồi cũng chẳng ra sao, tôi vô dụng. Tất cả những gì tôi muốn là chơi bóng và dành thời gian với bạn bè. Nhưng khi bắt đầu trưởng thành, tôi biết đến lời của ca sĩ opera Paris Slit rằng không có con đường tắt nào dẫn đến bất cứ nơi nào có giá trị. Phần thưởng trước mắt và sự phát triển cá nhân không bao giờ song hành với nhau. Một người bạn của tôi, David Harvey, đã viết trong cuốn sách The Computer, tạm dịch, hiệu ứng lũy kép về cuộc chiến mà hầu hết mọi người trải nghiệm khi cân nhắc lên nhận lấy phần thưởng trước hay làm những gì tốt nhất cho chúng ta như sau. Chúng ta biết rằng nếu cứ tiếp tục những chiếc bánh quy siro thì vòng eo của bạn của chúng ta sẽ không bao giờ nhỏ lại. Chúng ta nhận ra rằng việc dành 3 tiếng mỗi đêm xem Dancing with the Stars và NCIC sẽ khiến chúng ta mất 3 giờ để có thể đọc một cuốn sách hay, lắng nghe những bản nhạc thú vị. Chúng ta biết rằng việc trả tiền để mua một đôi giày chạy đắt tiền không khiến chúng ta sẵn sàng tham gia vào một cuộc chạy marathon. Và chúng ta một giống loài lý trí, ít nhất đó là những gì chúng ta tự nói về mình. Vậy tại sao chúng ta lại trở thành nô lệ của quá nhiều thói quen xấu? Đó là bởi vì nhu cầu của chúng ta về sự hài lòng trước mắt, thứ có thể biến chúng ta thành những thể sống thụ động, thiếu suy nghĩ nhất. Khi nói về sự phát triển và thành công, sự hài lòng trước mắt luôn là kẻ thù của sự phát triển. Chúng ta có thể chọn làm sự hài lòng chính mình và yên phận, hoặc chúng ta có thể trì hoãn sự hài lòng và phát triển. Đó là lựa chọn của chúng ta. 3. Tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống gấp gáp để đổi lấy cuộc đời tươi đẹp. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa lấy các ngôi sao điện ảnh và phim làm khuôn mẫu, thèm muốn những lâu đài sang trọng, lý tưởng hóa việc đi du lịch và chơi xổ số với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội vất lên với một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Nhưng đó là gần như là một ảo giác, đó giống như hình ảnh chỉnh chu trải chuốt của một người mẫu trong trang bìa của một tạp chí, nó không thật. Đó chỉ là một trong những lý do tôi chọn bỏ qua kiểu sống gấp gáp để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống tốt đẹp là gì? Trong cuốn sách Repacking Ruat, tạm dịch, sắp xếp hành lý của bạn, Zig Chan, Leader và David A. Spring đã đưa ra một công thức để cuộc sống tốt đẹp. Họ nói rằng sống trong nơi bạn thuộc về, với những người bạn yêu quý, làm đúng công việc, đúng mục đích. Đó là một mô tả khá hay. Tôi cũng sẽ thêm vào những gì trong nhà truyền giáo Alabes nói: bí mật tuyệt vời của thành công là trải qua cuộc đời như là một người không bao giờ cạn năng lượng. Để giữ lấy cho bản thân khỏi bị cạn năng lượng, tôi cố gắng tạo ra năng lượng lớn hơn trong nội tạng, và vì vậy tôi luôn thành công trong cuộc sống. Nếu bạn muốn tạo ra năng lượng và thành công trong cuộc sống, tôi khuyên bạn nên làm những điều sau. 1. Ủy quyền để bạn làm việc thông minh hơn, chứ không phải chịu khó hơn. 2. Làm những gì bạn làm tốt nhất và bỏ qua phần còn lại. 3. Kiểm soát lịch trình của bạn, nếu không người khác sẽ làm việc đó. 4. Làm những gì bạn yêu thích và nó sẽ mang lại cho bạn năng lượng. 5. Làm việc với những người bạn thích, vì vậy năng lượng của bạn sẽ không bị cạn kiệt. Nếu làm những việc đó trong khi làm đúng công việc với đúng mục đích ở đúng nơi và có những người bạn yêu quý, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. 4. Tôi sẵn sàng từ bỏ bảo đảm để đổi lấy sự ý nghĩa. Tôi biết nhiều người có mục tiêu sống và sự đảm bảo.
bảo đảm về tính cảm, về thể chất và về tài chính. Nhưng tôi không nghĩ đó là nghĩ đo lường sự tiến bộ lấy sự đảm bảo làm thước đo là một việc làm khôn ngoan hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đo lường bằng ý nghĩa và điều đó là sự phát triển. Bạn không thể bấm bao giờ bất cứ điều thứ vụ bằng cách luôn làm những việc an toàn. Hầu hết mọi người đều có thể kiếm sống. Đó là việc an toàn. Việc làm có ý nghĩa là tạo ra một sự khác biệt. Những con người vĩ đại của lịch sử không vĩ đại vì những gì họ kiếm được, sở hữu, mà vì những gì họ dành cả đời để đạt được. Mọi sự đánh đổi là một thách thức để trở thành con người mà chúng ta thực sự có thể trở thành. Nếu chúng ta được thực hiện chính xác, chúng ta có thể tạo cơ hội để giúp người khác trở thành người mà họ có thể thực sự trở thành. Đó là ý nghĩa. Những con người vĩ đại của lịch sử không vĩ đại vì những gì họ kiếm được vào và sở hữu, mà vì những gì họ đã dành cả đời để đạt được. 5. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự thêm vào đó để đổi lấy sự nhân lên. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình bằng những như mình như một người thành đạt. Tôi luôn có rất nhiều năng lượng. Tôi vui mừng khi đạt được làm việc với những người tôi yêu quý. Tôi không bao giờ cần ngủ nhiều. Vì vậy tôi lao vào công việc và có động lực để giúp đỡ mọi người. Thái độ của tôi lúc ban đầu đó là tôi có thể làm gì cho người khác. Nhưng đó thực sự là thêm vào một khi tôi bắt đầu học cách lãnh đạo. Câu hỏi của tôi đã thay đổi. Tôi có thể làm gì với những gì với những tôi có thể làm gì với những người khác. Đó là sự nhân lên. Nơi tôi đang đầu tư quá nhiều thời gian, năng lượng và các nguồn nhân lực để lên chính là IQIP. Tôi tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận mà tôi thành lập để giảng dạy và quản lý lãnh đạo trên toàn cầu với ý định hợp tác với những người khác và giúp đỡ nhiều người hơn. Tôi đã hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty lãnh đạo mỗi ngày đều nỗ lực bổ sung giá trị cho các nhà lãnh đạo và tổ chức, coi trọng tinh thần hợp tác, các giá trị và sự tích cực theo đuổi chúng, chia sẻ thay vì tích trữ tài nguyên và kiến thức với những người khác. Khôn ngoan, không ao quan tâm ai là người nhận được công trạng và trở thành một chiếc cầu thang thay vì con cá trong quá trình giúp đỡ người khác. Câu trả lời là sự nhân lên. Tính đến hôm nay, IQIP đã đào tạo được hơn 5 triệu nhà lãnh đạo ở 175 quốc gia trên thế giới. Đó là một thành quả lớn nhất rất đáng đổi. Nếu bạn chưa từng xem mình là một nhà lãnh đạo, tôi khuyên bạn, bạn khám phá và khả năng phát triển lãnh đạo của bạn. Thậm chí nếu bạn đã kỳ thành công về phát triển cá nhân, nâng cao kỹ năng và phát triển kỹ năng của bạn. Nếu bạn học cách lãnh đạo, bạn vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng tới ảnh hưởng hơn nữa đến những người xung quanh. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng mình không có khả năng lãnh đạo vào những người khác, thì hãy xem xét việc trở thành một cố vấn. Khoản đầu tư của bạn vào những người khác sẽ có một hiệu quả nhân rộng và bạn sẽ không hối tiếc về hiểu thời gian bạn đã bỏ ra. Hầu hết mọi người đều cố gắng mang theo một quá nhiều thứ mà tham gia vào hành trình cuộc sống. Họ muốn tiếp tục thêm vào và không bỏ đi bất cứ điều gì. Việc đó đã không mang lại hiệu quả. Bạn không thể làm mọi thứ chỉ có một lượng thời gian nhất định trong ngày. Tại một số thời điểm, bạn sẽ đạt đến bao giờ hơi giới hạn của bản thân. Bên cạnh đó, chúng ta cần luôn có nhớ rằng nếu không có gì xảy ra, sẽ không có gì thay đổi. Chúng ta có thể học hỏi những bất cứ điều gì về sự đánh đổi cờ đam. Nhưng ai đó nói, lùi một bước, tiến hai bước, đừng tiến hai bước cùng lúc, tiến lên thay vì lùi lại. Và khi bạn lên đỉnh, bạn có thể tự do di chuyển như bạn mong muốn. Nếu bạn muốn đạt được tiềm năng của mình, hãy sẵn sàng đánh đổi. Như tác giả James Allen từng nói, ai hy sinh ít thì đạt được ít, ai đạt được nhiều sẽ buộc phải hy sinh rất nhiều. Áp dụng nguyên tắc đánh đổi vào cuộc sống. 1. Viết ra danh sách các nguyên tắc
đánh đổi của cá nhân bạn bắt đầu bằng cách sử dụng danh sách trong chương để khơi lên các cảm tưởng. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự đảm bảo về tài chính hôm nay để đánh đổi lấy tiềm năng ngày mai. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự hài lòng trước mắt để đổi lấy sự phát triển cá nhân. 3. Tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống gấp gáp để đổi lấy một cuộc đời một sự phát tươi đẹp. 4. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự đảm bảo để đổi lấy ý nghĩa. 5. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự thêm vào để đổi lấy sự nhân lên. Hãy nghĩ về những lần đánh đổi đáng giá mà bạn đã thực hiện trước đây và theo bạn sẽ tiếp tục là những ý tưởng tuyệt vời trong tương lai. Hãy cân nhắc xem bạn cần gì để đạt được những tiềm năng của bạn hoặc cần phải bỏ đó, phải bỏ để đạt được tiềm năng ấy. 2. Quan trọng là bạn phải biết rằng mình không sẵn sàng từ bỏ cái gì để đã xác định được bạn đang từ bỏ cái gì. Suy nghĩ về những điều không thể thương lượng trong cuộc sống mà bạn và liệt kê chúng ra. Sau đó, với mỗi điều, hãy xác định mỗi đe dọa tiềm ẩn lớn nhất của bạn và những biện pháp đó đo lường mức độ an toàn mà bạn cần phải đưa ra để bảo vệ chúng. 3. Bạn cần phải đánh đổi điều gì ngay bây giờ mà bạn không muốn làm? Hầu như hết mọi người thích ổn định và học cách sống với một giới hạn hoặc một rào cản có thể gỡ bỏ bằng cách đánh đổi. Điều tiếp theo bạn cần phải làm đánh đổi là gì và bạn phải từ bỏ gì để có được đó? Mình xin hết ạ. Tuyệt vời quá, nguyên tắc đánh đổi. Thật sự là khi đọc cái chương này, mình nghĩ rằng là hay là cái này là mình đang áp dụng rất là tốt chăng? Bởi vì là trước khi đạt được đến cái vị trí của ngày hôm nay thì thực sự ra là mình đã phải trải qua rất là nhiều những công việc, và mình nghĩ rằng là các bạn cũng vậy. Và các bạn có hài lòng, đang hài lòng với những gì mình đang có trong tay, và các bạn có hài lòng với những gì mình đang và đã đạt được hay không? Nhưng các bạn ơi, đừng dừng lại mà chúng ta hãy tiếp tục phấn đấu đi lên và tiếp tục là cho mình những cơ hội mới, cho những cơ hội tiếp tục để chúng ta phát triển và ngày càng một nâng cao hơn và ngày càng tiến xa hơn nhé các bạn nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cảm nhận của mình này, cũng như là những gì mình đã từng đánh đổi này. Hôm nay chúng ta còn rất là nhiều thời gian, những 18 phút rồi. 12 phút à? 10 phút, 15 phút. Để cùng nhau chia sẻ về cái cảm nhận của mình. Vậy thì xin mời hai đoàn chia sẻ trước, sau đó đến Vũ Huyên, sau đó chúng ta lần lượt. Những bạn nào có ý định là mình sẽ chia sẻ với nhau ấy thì hãy liên tục đợi mic và để cướp mic nhé. Cảm ơn em Yến, xin cảm ơn em Huyên. Mình vừa đọc cái phần nguyên tắc đánh đổi đấy, thì mình thứ nhất là tức là khi mình không thay đổi được tình huống ấy, thì mình phải thay đổi chính bản thân mình. Mà anh chị và các em và các bạn cũng biết được rằng là một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi, chắc chắn là một ngày mình đưa ra rất nhiều lựa chọn để đánh đổi một cái này để được cái khác. Nên là chúng ta luôn luôn đánh đổi mà chúng ta không biết. Nhưng có những đánh đổi mà chúng ta đánh đổi sai, những đánh đổi đúng thì cuối ngày ta rất là vui, ngày đó tuyệt vời. Nhưng có những đánh đổi sai thì ngày em đó ôi, ngày hôm nay không có gì tuyệt vời cả, đi ngủ thôi. Thế nhưng mà chúng ta thường là giây phút nào vậy đấy, trong suy nghĩ của ta ấy, nó có cái hình thành là lên hay không lên, nó cũng giống như là làm hay không làm, và rồi này đánh đổi cái này để được cái kia, tức là phải có sự lựa chọn. Vậy nên là một ngày 24 tiếng thôi mà chúng ta phải đưa ra rất là nhiều quyết định, rất nhiều suy nghĩ để mà đánh đổi cái này để được cái kia. Thế nhưng mà thực tế ra thì không ai, tức là khi mà chúng ta không có đủ cái bản lĩnh để mà đưa ra những quyết định đúng đắn ấy, thì thường là hầu hết mọi người là theo cảm tính thôi. Có thể là một ngày mình đưa ra một cái sự lựa chọn này rồi, hay là lúc này, tuần này, năm này hay tháng này mình đưa ra lựa chọn rồi, nhưng một thời gian không lấy nó kết quả thấy nó khó khăn quá,
là mình quay quay xe à? Hải quay xe. Thế này quay xe ngay. Thế thành ra là chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn rồi, đánh đổi rồi, nhưng chúng ta không có bán đến nó đến cùng. Cái đấy không phải là kiên trì nữa, mà chúng ta thường thường là nếu như mình biết được kết quả thì mình sẽ làm, thì các bạn không bao giờ thành công được cái đấy. Mà mình chưa biết kết quả, chưa biết cái gì đấy mà các bạn dám đánh đổi, dám dấn thân, dám đánh đổi tiền bạc này, dám đánh đổi công sức này, dám từ bỏ cái sự đảm bảo này, rồi từ bỏ cái sự mà đảm bảo về tài chính này, đảm bảo về sự hài lòng trước mắt này, để mình có được tất cả những cái khác, mình dám từ bỏ tất cả những cái đó thì mới là quan mấy mấy là gọi là đánh đổi. Còn mình chưa dám từ bỏ tất cả những cái thật sự quan trọng, mình cảm thấy là thật sự quan trọng đối với mình ấy, mà thật sự thoải mái đối với mình ấy, mà mình lại bỏ lấy là mình đã đánh đổi rồi ấy. Không phải đâu, mới chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên thôi, sự lựa chọn là bình thường thôi, chưa có gì gọi là đánh đổi cả đấy. Từ cái vị trí giám đốc cấp cao mà người ta dám trở thành một nhân viên bán hàng, đi học bán hàng, thì phải nói là một một sự đánh đổi mà không ai dám thực hiện. Tôi đang điều hành nhiều nhân viên như vậy thôi. Mình xin cảm ơn rất là anh chị em nhường lại cho Huyền nhé. Cảm ơn anh Hai đã cùng em đọc sách hôm nay. Cảm ơn sự phát biểu của anh Hai. À, đúng như ngay cái ví dụ trong cái phần đầu của anh Hai ấy, đấy là một cái nhân viên làm trong tiệm bánh hamburger ấy, sự đánh đổi của anh ta cũng đáng để chúng ta học hỏi đúng không ạ? Và trong cái phần này em đọc á, thì em thích cái câu mà em vừa gửi vào phòng, đó là không có tương lai trong bất cứ việc nào, tương lai nằm trong tay người nắm giữ công việc đó. Chúng ta làm một bất cứ một công việc nào cũng vậy thôi, nếu mà chúng ta đi làm cái này giống như là chúng ta đi làm công ty ấy, làm nhân viên ở trong công ty ấy, mình cứ nghĩ rằng là cái công ty đấy nó sẽ có tương lai, nhưng mà chúng ta không làm chủ cái công ty đó nên là cái tương lai cái công việc của chúng ta đâu có thể nắm bắt được đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm chủ được cái công việc của chúng ta rồi thì cái công việc của chúng ta nắm bắt ở đây là tương lai của chúng ta, cũng đồng nghĩa với chúng ta nắm bắt. Chúng ta phải biết cái sự đánh đổi, còn nếu mà không có đánh đổi thì chúng ta sẽ chỉ nằm trong cái vùng an toàn đấy, chúng ta chỉ an phận thôi. An phận thôi thì là chúng ta không nắm bắt được tương lai. Và ngay từ bé, ngay chúng ta cứ nghĩ rằng là chưa bao giờ chúng ta đánh đổi, nhưng thực sự là trong cuộc sống này chúng ta cũng đánh đổi rất là nhiều. Như trong sách cũng nói, có những cái đánh đổi chúng ta sẽ là thành công, nhưng có cái đánh đổi ý là cũng chẳng mang lại cái ý nghĩa gì cho chúng ta, đúng không? Và cái chương này em thấy rằng là em thích cái câu, vì cái câu tương lai đó, vì mình cũng chưa nắm bắt được cái tương lai của mình chưa chọn được cái hướng đi đúng cho mình, và hy vọng rằng là thông qua cái quyển sách này mình sẽ lại chọn được cái hướng đi đúng, và mình cái sự đánh đổi của mình nó đang là đúng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh Hai với lại chị Huyên đã đọc sách nha. Em xin cúp nhất nha. À, nhà nhà mình giờ phải cúp nhanh mới được, không ổn rồi. À, trong chương này thì người ta đánh đổi này thật sự rất là hay. Thì người ta hay nói câu là cái gì nó cũng có cái giá của nó, đúng không ạ? Như em thích cái câu là mỗi thành công chỉ mua một tấm vé vào cửa để đến với mọi một vấn đề khó khăn hơn. Trước một cái thành công thật sự thì không bao giờ sẽ có hoa hồng trải cả. Em cảm giác như là nếu nếu như mà có hoa hồng trải thì sẽ có rất nhiều người đi, mà nếu mà cái con đường nào mà càng khó đi thì mình càng dễ đi. Nếu mà như là một cái nơi mà thật sự như là cái ngành mạng lưới mạng ấy, rất ít người thành công là tại vì nó khó làm, nhưng mà khi mình đã làm được, khi mình thành công rồi thì thật sự là cái nơi đó nơi để mình có thể mình tung hoành được, tại vì rất là khó người đến. Và em thích thêm một cái câu nữa là cái giá của bất cứ thứ gì mà phần cuộc đời của bạn sẵn sàng đánh đổi để có được đó. Và đánh đổi thì không bao giờ khiến chúng ta cũng sẵn sàng đánh đổi. Và như anh Hai đã nói, khi mà chúng ta đánh đổi rồi thì thật sự là chúng ta nên chậm lại một chút xíu, chúng ta suy nghĩ xem chúng ta đánh đổi như vậy chúng ta có được hay là không, chúng ta có đi đến cùng hay là không, chứ đừng nên là mất thời gian. Em nghĩ cái đáng tiếc nhất là chúng ta khi chúng ta quyết định đánh đổi rồi nhưng chúng ta quay lại, chưa đến nơi chúng ta quay lại rồi thì chúng ta mất thời gian, mất mọi thứ. Nên là nếu mà quyết định đánh đổi thì chúng ta nên suy nghĩ lại tí xíu, suy nghĩ dừng lại tí xíu, xem mình phán đoán lại tí xíu rồi hãy đánh đổi. Rồi mình đánh đổi rồi thì phải đi đến cùng, vậy thì không nó mất thời gian của mình. Em sợ nhất là mất thời gian. Em cảm ơn cả nhà đã tham gia đọc sách nhé. Thằng tiếp lời sẽ Thảo nhé. Thảo nhé.
Cảm ơn giọng đọc của anh Hải Đoàn và bạn Huyên. Qua cái phần nguyên tắc đánh đổi này thì Hằng cảm thấy là đúng là cái phần này nó rất là hay, cái chỗ là hầu như ai cũng sợ sự thay đổi, ai cũng thích chọn cái sự an toàn, nó nhàn hạ, nó cảm thấy là nó pyeon hae. Còn khi mà mình thay đổi, mình cảm thấy là mình phải đối đầu với những hoàn toàn là những cái mới, mình phải bắt tay vào một cái công việc mới, mình cảm thấy là sợ hãi bởi vì mình không thấy được kết quả của nó, mình chưa thấy được, nhìn thấy được kết quả rõ ràng như là cái vùng an toàn mình đang sống, cho nên là mình rất là sợ thay đổi. Cho nên cái phần này ấy, thì Hằng thích cái câu là khi bạn muốn cái gì mà bạn chưa từng có ấy, bạn phải làm một việc gì đó mà bạn chưa từng làm. Cái câu Hằng thấy rất là hay. Nhìn người khác thành công, mình rất muốn giống họ, nhưng mà mình vẫn cứ sợ. Người ta thay đổi người ta mới thành công, nhưng mà mình muốn giống người ta nhưng mình sợ lắm. Mình cứ nghĩ là mình làm không được đâu, chưa làm nhưng vẫn nghĩ là ta không làm được, ta không thể nào làm được giống như bạn đấy. Ta không thể nào mà, ví dụ như chị hôm nay chị ngưỡng mộ rất là nhiều người luôn ấy, nhưng mà chị cứ nhìn thấy họ thành công như thế, nhưng mà chị ngưỡng mộ thôi, nhưng mà chị không dám, không dám là sống theo họ, không dám là đi theo họ để mà mình có được cái thành công giống như họ. Thì qua cái phần này thằng thấy là đúng là mình phải bắt buộc mình phải thay đổi cái tư duy của mình, bắt buộc mình phải suy nghĩ là mình phải muốn như thế nào là mình phải thay đổi như thế đấy. Mình muốn có được cái đó thì mình phải thay đổi, mình không thể sống cái cuộc sống hiện tại của mình được. Và khi không thể thay đổi một tình huống thì chúng ta bắt buộc phải thay đổi chính mình. Cái thằng thấy rất là hay. Nhiều cái tình huống mình muốn thay đổi nhưng mình không thể làm được, bắt buộc mình phải thay đổi cái suy nghĩ của bản thân mình, thay đổi chính bản thân mình để mình thích hợp được với cái tình huống đấy. Thì qua cái phần này Hằng thích hai câu đấy, và một câu nữa là không có con đường tắt nào dẫn đến bất kỳ nơi nào có giá trị. Cái câu này cũng rất là hay. Cảm ơn các cả nhà mình rất là nhiều. Em phát biểu nhé. Cảm ơn hai anh chị đã đọc sách. Bất cứ một cái công việc nào hay là trong cái cuộc sống của chúng ta, muốn có được cái này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bỏ đi những thứ khác. Mà muốn một lúc mà hai tay không thể bắt được hai con cá, cái câu đấy thì mọi người cũng biết rồi. Và em vẫn thích một câu là tự do không bao giờ là miễn phí cả. Tự do không bao giờ là miễn phí, và chúng ta hướng đến tự do về cái cuộc sống, tự do về mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Và nó nhấn mạnh lại một câu là tự do thì không bao giờ miễn phí, mà bắt buộc là mình phải trả giá. Nếu như mà nhiều khi con người ta ấy, hay có cái câu là khôn ba năm dạy một giờ ấy. Nhiều khi mình cố gắng rất là nhiều thứ, cố gắng vì cái này vì cái kia, nhưng mà nhiều khi cũng chỉ có một hai cái cám dỗ trước mắt thôi, thì chúng ta lại vô tình hành động một cách rất là dại dột. Và cuối cùng thì bao nhiêu cái công sức mà cố gắng của chúng ta là đổ sông đổ bể hết. Thì như vừa nãy sách Thảo Khánh có nói là chúng ta nên dành lại một ít phút để chúng ta suy nghĩ về cái sự trả giá của mình, có đáng như vậy hay không, hay là cái con đường của chúng ta đã chọn nó là đúng hay chưa. Và hàng trăm ngã rẽ cho chúng ta đi, nhưng mà con đường nào. Em lại thấy hay một câu nữa là, tức là mình không tập trung vào một vấn đề ấy, thì không bao giờ mình thành công được thực sự. Có nghĩa là chúng ta đi quá nhiều con đường và tập trung quá nhiều nơi, cho nên là chúng ta không có cái định hướng nhất định cho mình, và chúng ta không thể thành công lớn được ở một cái lĩnh vực nhất định mà chúng ta yêu cầu. Đó, cho nên là cần sự trả giá, nhưng mà cần sự trả giá của sự tập trung ở một cái vấn đề nào đó để chúng ta có thể là thành công ở được cái hướng mà mình đã chọn ấy. Đó, em thấy là mình cần phải tập trung lại hơn, nó là như thế. Làm đúng công việc, ghi ở đây ở trang 320, làm đúng công việc, đúng mục đích. Đó là một mô tả khá hay. Mình nghĩ là mình đã làm đúng công việc chưa, và đúng cái mục đích của mình đã chọn hay chưa. Và ủy quyền để bạn làm việc thông minh hơn, chứ không phải là chịu khó hơn. Khi mà chúng ta làm chưa được một vấn đề thì chúng ta hay cố gắng làm chịu khó hơn, chứ không phải chúng ta tìm ra cái cách là làm việc để thông minh hơn. Em chỉ phát biểu như thế thôi nha. Hôm nay em có việc, em phải đi sớm, nên xin phép cả nhà trước nhé. Cảm ơn Suda. Và sau đây còn ai muốn chia sẻ nữa không ạ? Em nhé. Cảm ơn cảm ơn chị Viên và anh Hai Đoàn đã đọc sách. Cảm ơn cả nhà đã đưa ra những cái ý kiến rất là hay. Thì ở đây em chỉ có những cái ý kiến hay thì cả nhà đã nói rồi. Thì ở đây em nghe hay nhất là cái câu là, nói chung là bạn phải từ bỏ để trưởng thành. Câu này nó thấm thật sự luôn. Mình phải từ bỏ những cái mà không cần thiết
những cái mà chưa đạt được hiệu quả thì chúng ta cần phải lọc đi và cần phải từ bỏ. Thì chúng ta muốn phát triển thì chúng ta muốn trưởng thành thì chúng ta phải từ bỏ. Em dừng lại nhé. Tuyệt vời quá. Mình thì có một chút chia sẻ. Như Hải Yến thì sợ cái câu nói của các cụ là tham thì thâm. Trong quá trình mình làm việc và mình thay đổi đến thời điểm bây giờ ấy, thì mình luôn luôn cho mình một cái điểm bật và luôn luôn là thích tu trơn, thích đưa mình lên, nâng cái bản thân mình lên, cái giá trị của mình lên một tầng một cao mới. Nhưng đôi lúc lại nghĩ lại, khự lại và nghĩ lại là liệu có phải là mình đang tham quá hay không? Liệu có phải là mình đang tự hành xác mình hay không? Thế nhưng mà sau khi đọc cái chương này ấy, thì mình cảm thấy là rất là ý nghĩa và mình biết rằng là mình đang làm đúng và mình đang cho mình những cơ hội để phát triển tốt hơn. Thì ở trong này là sự thật về đánh đổi cuộc sống có nhiều ngã rẽ, cơ hội thăng trầm. Tại những ngã rẽ này, chúng ta buộc phải lựa chọn, chúng ta có thể thêm một cái gì đó vào cuộc sống, bớt đi một thứ gì đó. Thì đúng thực sự rằng là khi chúng ta hiểu được con đường của mình đang đi và cái giá trị của mình đang đi, thì chúng ta cần phải chấp nhận là buông một thứ gì đó mà chúng ta đang có, và chúng ta là sẵn sàng là sẽ có những cái mà chúng ta là đã nghĩ và đang hành động. Mình cảm thấy là cái chương này cực kỳ là tuyệt vời và rất là hay, đặc biệt là nó giúp cho Hải Yến là có được một cái suy nghĩ thông suốt hơn và những một câu trả lời mà mấy lâu nay mình cứ thắc mắc, có phải là mình đang tham quá hay không, mình có phải là mình dục chim đố mà ra sao không không ạ. Chân thành cảm ơn. Và trên màn hình thì mình còn thấy chị Thu Hằng đang chờ mic. Hay quá, xin cảm ơn hai em đã đọc sách. Những lời chia sẻ của mọi người trong này rất là sâu sắc, rất là hay. Ngồi cứ lắng nghe mọi người thôi. Đúng là cuộc sống phải đánh đổi để mình nhận được cái giá trị tốt hơn. Nên là mình rất thích những câu như là em Hồng cũng nói là bạn cần từ bỏ để trưởng thành, hoặc là câu của em Huyên nói là không có tương lai trong bất kỳ công việc nào, tương lai nằm trong tay người nắm giữ công việc đó. Khi mình làm một công việc gì thì mình cũng phải hiểu rõ cái công việc đó mình đạt được những gì. Tương lai của mình làm chủ cái công việc của mình mà mình không biết thì cái người làm thuê cho mình làm sao biết được. Thế là mình luôn luôn làm chủ trong cái công việc của mình đang làm thì mình mới thành công được. Như trong công việc làm tóc của Hằng đấy, hoặc làm bất kỳ một công việc gì, làm tóc của Hằng cũng làm chủ được công việc của mình. Mình làm cho khách có thích không mình cũng biết, và mình đã đạt được cái kết quả gì trong đó. Mình biết được cái công việc của mình duy trì nuôi sống được cuộc sống gia đình của mình, là mình nắm chắc được cái này rất là an toàn cho cả gia đình nhà mình, và mình không bao giờ mình thất nghiệp thật, lúc nào mình cũng có sự phát triển trong ngành này. Mình tin rằng cái nghề này đó, nó sẽ vững vàng trong cái cuộc sống của mình. Nhưng bởi vì mình muốn đánh đổi, muốn đi xa hơn nữa thì mình phải hạn chế nữa khách hàng của mình. Mình muốn phát triển bản thân mà, mình phải trong thời đại phát triển công nghệ này, về internet, về thời đại 5.0 gì đó, thì mình muốn phát triển mình thì mình phải dành một chút thời gian để mình học tập, để phát triển. Mình học cái mới về cái này, mình rất mới với mình về công nghệ vì mình không biết. Về kinh doanh online mình cũng không biết, trong tương lai còn nhiều cái mà mình chưa từng biết tới, công việc rất là mới, nhưng mình cho phép mình khám phá, học hỏi để phát triển. Chính vì thế mình phải mình giảm bớt cái lượng làm việc của mình, giảm bớt cái kiếm tiền của mình đi để mình tập trung vào học này, thì cái lúc đấy mình cũng giảm về tài chính. Nhưng rồi xong tương lai thì mình sẽ phát triển rộng hơn, mình có sự kết nối rộng hơn, mình cho phép mình được trải nghiệm, được gặp nhiều đối tác hơn, được gặp nhiều cái mình chưa biết đến trong lĩnh vực công việc mới. Mình mở rộng mối quan hệ, mở rộng thị trường, hoặc là mình có thể có tầm xa phát triển quốc tế nữa, chứ không ở trong một cái vũng hoặc trong một cái cửa tiệm mình không có sự kết nối. Mình muốn đi xa, muốn phát triển. Đấy không phải là tham lam, đôi lúc mình nghĩ là mình tham lam. Nhưng con người mà không đánh đổi, không muốn học phát triển thì mình luôn luôn dẫm chân tại chỗ.
và mình sẽ là người lạc hậu và sẽ là người đi sau họ. Chính vì phải cho phép mình, đừng nghĩ là mình tham lam, mình muốn là mình, đấy là cái sự phát triển liên tục tiến lên, học hỏi phát triển. Nếu như mình không nhận được tiền bạc thì cũng thể cho mình một cái trí tuệ đi theo đúng thời đại, và trong tương lai mình sẽ không bị lùi bước. Cảm ơn giọng đọc của hai em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Quá, cảm ơn chị Thu Hằng. Vậy bây giờ là chắc là của Đan muốn chia sẻ với Châu Mai. Châu Mai có muốn chia sẻ? Hết giờ rồi còn hay chia sẻ nữa hả? Ok, mình nói đi để em thích đúng hai câu mà ai cũng nói hết rồi. Khi bạn muốn cái gì đó bạn chưa từng có, bạn phải làm một việc gì đó mà bạn chưa từng làm. Đấy. Đó, với lại một câu là khi không thể thay đổi một tình huống, chúng ta buộc phải thay đổi chính mình. Em tâm đắc đúc hai câu đó đó. Thật sự là mình, cái công việc nào này không thể thay đổi được tình huống thì buộc phải thay đổi chính mình thôi. Rất là nhiều người muốn thay đổi, muốn kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà khi mà để mình giới thiệu một món hàng nào cho người nào đó mình không dám, không mở miệng. Lý do tôi nói ra là người ta coi thường tôi, người ta làm mất lòng tin, người ta không tin tưởng tôi rồi làm sao, rồi như thế nào đó các kiểu, hết rồi nhiều cái lý do. Ủa, muốn kiếm tiền rồi không mở miệng ra, rồi mà nói ra rồi sợ người ta cười, sợ người ta coi thường, rồi không cái lòng nghi, ngay cả cái mặt của mình mà còn không dám đưa ra cái lời nói, mình không dám mở miệng nữa, rồi mình nói chuyện với ai, mình không đánh đổi được những cái đơn giản nhất như vậy nữa, thì mình nghĩ cũng không thể thật sự luôn. Không ai tự động mà người ta tìm đến mình, chị ơi em muốn làm gì đó, em có thể làm cùng chị được không? Không, chắc không có đâu. Trừ khi mình phải đánh đổi cái lòng tự trọng của mình để mình bỏ ra, mình đi giới thiệu một cái sản phẩm nào đó của mình cho họ biết thôi. Chứ để mà mình vì cái lòng tự trọng, cái khuôn mặt của mình không dám đánh đổi lên cái vấn đề đơn giản nhất mình không làm được nữa, thì những việc khác em nghĩ không thể nào mà làm được tiếp. Hồi em nói đơn giản thôi. Em xin hết. Cảm ơn hai em chị đã đọc sách nha. Chúng ta cùng nhau chúc mạnh nhé. Cùng nhau chúc mạnh. Em xin phép xuống nhé.